Nhằm đẩy mạnh lan tỏa, tôn vinh, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hành tập sách Những tấm gương bình dị tỏa sáng dưới đời thường, tập 6 bằng hình thức sách điện tử. Đây là kết quả tiếp thu góp ý của các đơn vị cơ sở và thực hiện đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng của Thành ủy. Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường tập 6 giới thiệu 49 tập thể và 90 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, minh chứng cho ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm và khát vọng vượt qua khó khăn để xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương, thành phố phát triển, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Những tấm gương điển hình này là những cá nhân và tập thể có thành tích nổi bật thuộc các đơn vị như là khối đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, tôn giáo, khối sản xuất kinh doanh, địa bàn dân cư, rồi khối văn hóa, thể dục thể thao. Mỗi bài tuyên dương cá nhân hay tập thể điển hình thì là sẽ bao gồm là một trang là giới thiệu về ngắn gọn về những thành tích của cá nhân tập thể, và một trang là về hình ảnh và họ học tập Bác ở những cái việc rất là bình dị đời thường hàng ngày. Và những tấm gương này nó cũng là giản dị như cái tựa của quyển sách, đó là những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường. Trước đó, thành phố đã phát hành 4 tập sách, Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường ở phiên bản sách giấy, giới thiệu 706 gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đến tập 5 cũng đã chuyển sang hình thức sách điện tử. Việc chuyển đổi hình thức xuất bản và phát hành cuốn sách Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường tập 5 và tập 6 sang sách điện tử thì có cái thuận lợi hơn, tức là với phiên bản sách giấy thì chúng ta có thể là phát hành hạn chế, nhưng mà với cái phiên bản sách điện tử thì chúng ta có thể gọi rằng là ta có thể phát hành trong cả nước, tức là ở đâu cũng cơ sở nào cũng có thể tiếp cận được, tức là ta tận dụng được cái tiến bộ của công nghệ 4.0, của khoa học kỹ thuật và mạng xã hội. Để tập sách được khai thác sử dụng hiệu quả, người dùng truy cập vào trang web sachweb.vn, gõ tựa sách Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường tập 6 sẽ vào trực tiếp cuốn sách, nhấn vào nút đọc online là có thể đọc trực tuyến cuốn sách này, không cần phải đăng nhập. Dùng hết tất cả các kỹ thuật hiện tại và các cơ chế bảo mật đảm bảo đầy đủ tính nội dung và cũng như tính sẵn sàng của nó để phục vụ cho độc giả. Ngoài việc đọc sách miễn phí online trực tiếp trên đây thì các độc giả cũng có thể sử dụng đường link trực tiếp trên trang web để chia sẻ cho những người đọc, những người quen của mình một cách rất là dễ dàng, cũng không cần phải đăng nhập, chỉ việc vào và đọc online cuốn sách. Và đó cũng là cái định hướng của nhà xuất bản là phục vụ bạn đọc lâu dài và kết nối bạn đọc với nhau. Bạn đọc sẽ được tiếp cận rất là nhanh, và đấy cũng như là một cái hình thức tạo nên một không gian văn hóa Hồ Chí Minh rất là gần gũi để tuyên truyền và lan tỏa hơn những tấm gương này và phát hiện thêm những tấm gương để mà làm phong phú thêm những cái đóa hoa mà học tập theo gương Bác Hồ. Việc phát hành tập sách bằng hình thức sách điện tử giúp cho việc học tập Bác được thuận lợi và gần gũi hơn trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ nhân rộng, tôn vinh, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu, mà qua đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, có giá trị lan tỏa tích cực trong cộng đồng.